Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất vui khi được gửi tới quý vị khán giả những tin tức mới nhất trong ngày và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo báo cáo số liệu của công ty cung cấp dịch vụ bất động sản CBRE, tỷ lệ văn phòng cho thuê bỏ trống tại thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023 là khoảng 20%, sang đến năm 2024, tỷ lệ này đã được giảm xuống chỉ còn 15% trong 2 tháng đầu năm, tăng đột biến cả lượng và giá văn phòng cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, theo CBRE đánh giá, trong 2 tháng đầu năm, tỷ lệ văn phòng cho thuê bỏ trống ở thành phố Hồ Chí Minh giảm đáng kể so với năm 2023. Tình trạng trống văn phòng hạng A tại thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng cải thiện hơn so với năm 2023. Bà Nguyễn Thị Thủy Nguyên, Giám đốc Bộ phận Tư vấn và Giao dịch cho thuê văn phòng CBRE Việt Nam, thông tin năm 2023 ghi nhận lượng văn phòng cho thuê lớn được tung ra thị trường và sẽ còn tăng thêm trong năm 2024. Tuy nửa đầu năm 2023, thị trường cho thuê văn phòng trầm lắng nhưng đã sôi động hơn từ nửa cuối năm và sẽ có triển vọng tốt trong năm nay. Ông Lý Ngọc Tân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Mộc Sa Len cũng đánh giá tỷ lệ lấp đầy văn phòng cho thuê hiện nay đang duy trì ổn định ở mức cao, đặc biệt là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Phân khúc văn phòng hạng A và B đang được lựa chọn nhiều hơn cùng với xu hướng dịch chuyển văn phòng ra xa trung tâm. Về mức giá, giá thuê văn phòng hạng A có xu hướng giảm nhẹ. Tại Hà Nội, 30 đến 50 đô la Mỹ một mét vuông một tháng, hạng B 20 đến 30 đô la Mỹ một mét vuông một tháng và hạng C 15 đến 20 đô la Mỹ một mét vuông một tháng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá văn phòng cho thuê hạng A trung bình từ 35 đến 70 đô la Mỹ một mét vuông một tháng, hạng B 20 đến 35 đô la Mỹ một mét vuông một tháng và hạng C 12 đến 20 đô la Mỹ một mét vuông một tháng. Dự báo năm 2024 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn cho nền kinh tế nói chung và thị trường văn phòng cho thuê cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Tuy vậy, vẫn có cửa sáng bởi theo Trung tâm Dự báo, nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp ngành tài chính, bảo hiểm và bất động sản, công nghệ thông tin và phân phối sẽ tiếp tục mở rộng trong năm 2024. Điều đó sẽ dẫn đến nhu cầu thuê văn phòng làm việc tăng theo, ông Tân đánh giá. Hà Nội dự kiến có 100.000 m2 văn phòng hạng A mới đi vào hoạt động trong giai đoạn 2024-2027, trong khi thành phố Hồ Chí Minh đóng góp 118.700 m2 văn phòng cao cấp cho thị trường giai đoạn 2024-2025. Việt Nam sẽ đón lượng lớn nguồn cung văn phòng mới vào năm 2024, trong đó tập trung chủ yếu tại hai thị trường văn phòng chính là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đây là nhận định được đưa ra trong báo cáo triển vọng thị trường văn phòng châu Á-Thái Bình Dương năm 2024 vừa được Công ty Dịch vụ Bất động sản Toàn cầu Cushman và Westfield công bố. Cụ thể, tại thị trường Hà Nội, dự kiến đón tổng cộng khoảng 80.700 m2 nguồn cung mới trong 2024, chủ yếu nằm ở các quận xung quanh khu vực trung tâm thành phố. Ngoài ra, khoảng 100.000 m2 văn phòng hạng A mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong giai đoạn năm 2024-2027. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung hạng A mới dự kiến tại khu vực trung tâm thành phố quận 1 vào năm 2024-2025 nằm ở 3 dự án, đóng góp tổng cộng 118.700 m2 diện tích văn phòng cao cấp cho thị trường. Khoảng 81.000 m2 nguồn cung hạng A bổ sung cũng được dự kiến hoàn thành từ khu vực ngoài trung tâm trong giai đoạn 2024-2026. Theo Kirschman và Warfield, bất ổn kinh tế thế giới đã ảnh hưởng đến nhu cầu văn phòng nói chung của thành phố Hồ Chí Minh khi khách thuê ngày càng quan tâm hơn đến chi phí. Tỷ lệ hấp thụ sẽ tăng dần từ năm 2024 nhờ nguồn cung mới chất lượng cao hơn và điều kiện kinh tế được cải thiện. Tỷ lệ trống văn phòng dự kiến trên 20% trong suốt giai đoạn 2023-2026 do đón nguồn cung mới liên tục. Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, Giám đốc cho thuê thương mại của Cushman và Warfield Việt Nam nhận định nguồn cung mới từ khu đô thị mới Thủ Thiêm liền kề khu trung tâm thành phố đánh dấu một bước tiến quan trọng để khu vực này thực sự trở thành cánh tay nối dài với khu vực trung tâm thành phố hiện tại. Khu vực quận 7 và khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ vươn lên trở thành trung tâm thương mại và kinh doanh mới của thành phố nhờ nằm ngay gần khu vực trung tâm thành phố hiện tại với giá thuê cạnh tranh. Các dự án mới với công nghệ tiên tiến
quỹ đất dồi dào cho các dự án phát triển mới và cơ sở hạ tầng được cải thiện liên tục. Tại Hà Nội, nhu cầu thị trường mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2023, tuy nhiên nhu cầu đã chậm lại vào nửa cuối năm 2023 và dự kiến sẽ duy trì ở mức thấp trong suốt năm 2024. Tỷ lệ trống dự kiến sẽ ở mức 25-30% vào năm 2023-2024 và sau đó giảm dần xuống khoảng 20,5% vào năm 2027. Với nguồn cung mới dồi dào trên khắp Hà Nội, thị trường dự kiến sẽ thuận lợi cho khách thuê trong thời gian tới. Trung bình, tổng nguồn cung của Hà Nội được dự báo sẽ tăng trưởng 3,5% mỗi năm trong giai đoạn 2023-2027. Đối với nhiều dự án phát triển văn phòng mới gần đây, xu hướng chủ nhà tập trung vào tính bền vững và các yếu tố xanh trong tòa nhà đang trở nên rõ ràng hơn, phản ánh xu hướng đang diễn ra ở các thị trường khác trên toàn cầu, đặc biệt là châu Âu và Hoa Kỳ. Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc cho biết, theo ghi nhận của Kiersman và Redfield, có 21 tòa nhà được cấp chứng chỉ LEED BCA Greenmark tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, hai tiêu chuẩn chất lượng công trình hàng đầu được công nhận trên toàn cầu. Hầu hết các dự án trên thị trường Việt Nam mới và đang hoạt động đều đang theo đuổi hoặc đã đạt được chứng chỉ ESG Môi trường Xã hội Quản trị, nhấn mạnh sự thay đổi trong mức độ quan tâm đến sự phát triển bền vững trong thời gian gần đây. Điều này có nghĩa là có hàng trăm tòa nhà hiện hữu sẽ chịu áp lực phải cải tạo để duy trì tính cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt nếu họ muốn thu hút khách thuê và các doanh nghiệp đa quốc gia lớn. Phân tích thêm về xu hướng này, bà Trang Bùi, Tổng Giám đốc Cushman và Redfield Việt Nam cho rằng doanh nghiệp toàn cầu đang thực hiện các cam kết net zero, vì vậy bất động sản có tích hợp yếu tố ESG sẽ là điểm quan trọng giúp đáp ứng mục tiêu của họ. Lấy ví dụ, một công ty dịch vụ công nghệ, ngân hàng hay công ty bảo hiểm thì có tới 80% hoặc 90% lượng khí thải carbon của họ có thể đến từ bất động sản. Đây là một phần lý do tại sao chúng tôi nhận thấy khách thuê đang dần chuyển ưu tiên từ tập trung vào vị trí, giá thuê và tiện nghi sang những gì tòa nhà có thể cung cấp nhằm giúp họ đạt được mục tiêu bền vững. Theo Cushman & Wakefield, nhu cầu về văn phòng hạng A trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương được dự báo sẽ quay trở lại mức trước đại dịch vào năm 2024. Nhưng lượng nguồn cung mới kỷ lục sẽ khiến tỷ lệ trống cũng tăng lên. Khoảng một nửa trong số 25 thị trường khu vực châu Á-Thái Bình Dương được dự báo sẽ có tỷ lệ trống tăng trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến năm 2027. Tỷ lệ trống tăng lớn nhất được dự báo ở Quảng Châu, Trung Quốc, lên gần 30% vào năm 2027, từ 20% vào năm 2023 và Thẩm Quyến, Trung Quốc, lên gần 35% vào năm 2027, từ mức 27% vào năm 2023. Các thành phố Hyderabad, Ấn Độ, Kuala Lumpur, Malaysia và Bangkok, Thái Lan cũng được dự báo sẽ vượt quá tỷ lệ trống 25% vào năm 2027. Singapore và Seoul, Hàn Quốc đều dự kiến sẽ duy trì tỷ lệ trống dưới 5%, trong khi Tokyo, Nhật Bản và Manila, Philippines được dự báo dưới 7% cho đến năm 2027. Các thị trường trọng điểm của Australia có thể sẽ giảm nhưng vẫn ổn định ở mức khoảng 10%. Phân tích bối cảnh kinh tế tác động đến thị trường văn phòng, tiến sĩ Brown, trưởng phòng nghiên cứu Kiersman & Wakefield toàn cầu cho biết lạm phát mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn ở mức cao ở hầu hết các nền kinh tế trên khắp châu Á-Thái Bình Dương. Thương mại đã chậm lại khi các doanh nghiệp và hộ gia đình đều hạn chế chi tiêu để ứng phó với việc lãi suất tăng. Về mặt tích cực, châu Á-Thái Bình Dương được dự báo đạt mức tăng trưởng từ 3,5-4% vào năm 2024. Tuy thấp hơn so với dự báo trước đó, nhưng vẫn tốt hơn cả khu vực đồng euro, nơi được dự báo tăng trưởng 0,9% vào năm tới, và Hoa Kỳ dự kiến 0,3%. Trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, dự báo tăng trưởng rất đa dạng. Các thị trường mới nổi Việt Nam, Philippines, Ấn Độ và Malaysia có thể được hưởng lợi từ mức tiêu dùng nội địa mạnh mẽ và đầu tư trực tiếp nước ngoài ngày càng tăng, trong khi tiềm năng phục hồi du lịch vẫn thấp hơn 25% so với mức trước đại dịch ở châu Á-Thái Bình Dương, tiến sĩ Brown phân tích thêm. Phân khúc văn phòng cho thuê mặc dù còn gặp nhiều thách thức, nhưng thị trường này vẫn được duy trì khá ổn định trong bối cảnh khó khăn chung. Để đạt được điều này, thời gian qua, các chủ đầu tư văn phòng cho thuê đã biết nắm bắt và khai thác có hiệu quả nhu cầu, xu hướng của khách hàng.
Giám đốc Bộ phận Tư vấn và Giao dịch cho thuê văn phòng CBRE Việt Nam chia sẻ, phân khúc hấp dẫn nhất thời điểm này là các văn phòng hạng A, đặc biệt là tại khu vực Thủ Thiêm và quận 1. Lý do là các tòa nhà hạng A luôn đúng chuẩn yêu cầu về chất lượng dịch vụ, phòng cháy, chữa cháy. Đặc biệt, khách hàng càng ngày càng đặt yêu cầu cao về không gian xanh và các tòa nhà hạng A thường đều có cam kết xanh hóa, sử dụng văn phòng theo hướng net zero, lượng phát thải ròng bằng không. Nhiều công ty còn khẳng định sẽ không lựa chọn thuê những văn phòng không đạt chứng chỉ xanh. Phân khúc hạng A thường là các tòa nhà mới, hiện đại, được xây dựng đúng chuẩn xanh. Bên cạnh đó, nhu cầu mở rộng kinh doanh, nhiều khách hàng có nhu cầu thuê văn phòng có diện tích lớn, trung bình hơn 2.000m². Do đó, chỉ có những tòa nhà phân khúc hạng A mới đạt được sàn tiêu chuẩn là hơn 1.000m². Đây là những yếu tố quan trọng để khách hàng quyết định chọn thuê. Vì vậy, để thu hút khách hàng trong tương lai, các tòa nhà cần hướng đến chứng chỉ xanh bởi nó là xu hướng tất yếu, bà Nguyên nói. Theo ông Nguyễn Duy Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Nhà Toàn cầu Global Home, tình hình cho thuê văn phòng hiện nay vẫn chưa tối ưu và tỷ lệ lấp đầy không đạt 100%. Trong bối cảnh này, khách hàng thuê có rất nhiều cơ hội để lựa chọn và đàm phán về giá để đạt được thỏa thuận tốt nhất. Lượng khách hàng hỏi thuê văn phòng vẫn tăng là một dấu hiệu tích cực. Để thu hút khách hàng, các chủ đầu tư cần nâng cao chất lượng và dịch vụ tòa nhà, đầu tư vào các giá trị cộng thêm như số hóa việc quản lý vận hành, gia tăng tiện ích như cà phê văn phòng, phòng họp trực tuyến. Ông Tân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Mộc Gia Len cũng chỉ ra giải pháp để thu hút khách hàng thuê văn phòng là đổi mới mô hình kinh doanh. Ví dụ như, chủ đầu tư có thể cung cấp các dịch vụ và tiện ích linh hoạt, đáp ứng nhu cầu làm việc linh hoạt của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kết nối với các doanh nghiệp để nắm bắt kịp thời nhu cầu, đòi hỏi của khách hàng, cùng nhau tạo ra các giải pháp tổng thể linh hoạt cho từng doanh nghiệp. Ví dụ, chủ đầu tư có thể hợp tác với các đơn vị dịch vụ văn phòng chọn gói để cung cấp các giải pháp toàn diện cho các doanh nghiệp. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.